đường đường là bích thương Dương Linh Giới, một đòn ngân thương sang bằng mọi trận tứ hải bát quan. Dương gia ngũ hành thiên quả lại mang thân phượng hoàng, bất kể ngọn lửa mãnh liệt nào trên thế gian này đều không thể làm tổn hại người. Cung nghênh thần quân. Thần lực là bẩm sinh mà có, nhận được sự công bằng của thiên đạo. Hắn dùng tay ra là một khư thiên uyên, làm linh giới của ta phải bảo vệ phương ứng hơn ngàn năm. Lúc ngươi sinh ra, vận mệnh đã giúp ngươi lựa chọn. Vì bảo vệ cho đạo tâm trong sạch của hắn, cho dù là ta và ngươi, thậm chí cả tiên giới đều có thể từ bỏ. Mở khư thiên uyên, thả Dương Ma ra, lật đổ tam giới, nhục mạ quân chủ của ta, giết tướng sĩ của ta. Ta bích thương Dương Thẩm Liên, lấy mạng ra để thề, thù này tất báo. Nàng, ta muốn giữ lại tam giới, ta cũng muốn bảo vệ. Ta phải tiêu diệt thần. Thẩm Ly có lợi hại đến mấy, chẳng qua cũng chỉ có một mình. Trận này không được lùi. Hôm nay bổn dung phải chấm nát thi thể của ngươi. Tiêu diệt như ngươi, cứ gì cũng là dương. Chính là hỗn thế ma dương. Bộ phim Giữ Phượng.